Nếu như bạn không biết vẽ eyeliner bằng những cái dạng đầu cọ thì video này có thể là dành cho các bạn. Sản phẩm mà Tiến đang cầm trên tay là cái GC Lasting Gel Liner. Và với cái sản phẩm này thì nó sẽ có cái thiết kế là dạng đầu tiên, nhưng mà cái thành phần, cái công dụng bên trong của nó thì tương tự như dạng gel liner vậy đó. Nên khi mọi người sử dụng, mọi người sẽ cực kỳ thích luôn. Tiến hơi bất ngờ vì cái sản phẩm chỉ giá từ đầu 1 cho tới dưới đầu 1 thôi nha mọi người. Nhưng mà tới khi mà Tiến sở hữu được một cây rồi thì Tiến thật sự là Tiến phải nói câu là oh wow luôn, vì nó rất là tốt. Bây giờ Tiến sẽ thử ngay cho mọi người coi nha. GC Gel Liner. Và thiết kế của nó sẽ dạng đầu chì như vậy. Bình thường á, mọi người sử dụng những cái dạng chì vẽ eyeliner hoặc là chì để vẽ những cái viền mắt á, mọi người hay thấy là nó rất là dễ trôi đúng không? Thì riêng với sản phẩm này thì nó được có một cái là nó sẽ không trôi, lâu trôi, long lasting luôn. Đầu tiên là về thử cái độ chống trôi của nó nha. Đây, Tiến thử lên trên tay Tiến cho mọi người coi nha. Ok không? Đợi một tí xíu nha, rồi Tiến sẽ chùi thử. Nè, mọi người thấy không? Làm mạnh tay luôn nè. Không trôi luôn nha mọi người. Không trôi luôn nha mọi người. Đấy. Và một cái nữa bây giờ Tiến sẽ thử cái viền mắt của Tiến cho các bạn xem. Rất dễ vẽ. Với những bạn nào mà không biết vẽ eyeliner thì vẫn nên sắm hẳn luôn một cái cây chì vẽ eyeliner như vậy. Nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Đầu thiết kế đầu rất là nhỏ như vậy nè. Khi mà mọi người đi vô trong những cái vùng sâu của mắt mình, những cái vùng hốc mắt nó sẽ đi được rất là sâu luôn cho mọi người. Cho Tiến thử. Rất dễ vẽ luôn và cái đường nét nó rất là thanh luôn. Đấy mọi người thấy không? Hiện tại là mắt bên đây của Tiến chỉ trong vòng một nút nhạc thôi thì Tiến đã vẽ bên đây là thành cái dạng mắt có mắt eyeliner, một cái eyeliner rất là nhanh luôn nha mọi người. Và như Tiến nói là đây sản phẩm đang có cái sở hữu giá đang trợ giá rất là tốt luôn, chỉ còn có là dưới đồng một thôi nên mọi người có thể chụp đơn trong cái video.